Thì các bạn, mình không biết mọi người dạy học sao nha, nhưng mà cái style của mình á là mình sẽ để cho cái người học viên á nói càng nhiều càng tốt. Mình chỉ là một người tổ chức thôi, bên đây gọi là facilitator. Có nghĩa là mình sẽ kiến tạo một cái bài học, mình kiến tạo những cái tình huống và mình xây dựng người học viên á làm việc trên những cái kỹ năng từ cái tình huống nó tạo ra, và mình thúc đẩy người ta càng ngày càng dạn dĩ hơn. Thì học viên quốc tế á, nhất là những người học viên này các bạn, họ đều là những người có một cái background hết sức là ấn tượng và rất là tốt ở nhiều nước trên thế giới rồi. Bây giờ cho nên là cái cách học và cái cách dạy á, nó sẽ khác với những cái học viên mà giống như là ở Việt Nam, tức là cùng nói một thứ ngôn ngữ mẹ đẻ và cùng ngồi một cái lớp học và học IELTS. Cái lớp này là cái lớp để giao tiếp. Mục đích của cái lớp này là để empower người ta, tức là để cho người ta có thể bước ra ngoài và người ta kiếm việc được, người ta hòa nhập vào trong xã hội Canada. Thì bởi vậy cho nên trước khi mình vô dẫn cái lớp này, mình phải trang bị cho mình những cái mindset và những cái skills phù hợp với cái đối tượng học viên và cái mục đích của cái lớp học. Thành ra cái lớp này các bạn sẽ thấy nó sẽ khác với những cái lớp IELTS mà mình đã từng dạy ha. Thì mình sẽ không nói dông dài về vấn đề chuyên môn, bởi vì các bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi và chán nản. Như mình chỉ muốn cho các bạn biết rằng trong những cái lớp học này thì khi một người học viên bước vào và khi họ bước ra, họ trở thành hai người khác nhau, và đó là mục đích của mình. Mình sẽ đo lường thành công của mình ở việc là họ có tái hòa nhập vào trong cộng đồng hay không. Sau bao nhiêu tháng thì họ có thể kiếm việc và có thể tự tin nói với anh. Trong hình đó là một bạn học viên đến từ Morocco các bạn. Thì bạn học viên này đang trình bày cho mọi người về cái thủ tục hôn nhân ở đất nước của người ta, và mình dựa trên cái topic này mình triển khai, mình cung cấp từ vựng, mình đặt câu hỏi và mình khuyến khích mọi người thảo luận, và mình ghi lại cái clip này rồi mình chia sẻ trong cái hội nhóm của những người học viên này để họ download xuống, họ nhìn thấy cái sự tiến bộ của người ta mỗi ngày để lần sau họ lại tiếp tục. Thật ra cái lớp này á, cái thời gian mà lên trên bục giảng đứng á, là mình chỉ có 50 phút đầu tiên thôi, sau đó mình wrap up, mình tóm tắt bài thôi, còn sau đó tất cả mọi người đều được lên. Và đây là một cách học hết sức là hiệu quả. Nhưng mà cái nguồn gốc của sự hiệu quả này á bạn, phần lớn là nó dựa vào cái nguồn gốc của những người học viên, cái background của những người này. À, họ là những cái người ở đất nước người ta đã tự tin dạn dĩ rồi, người ta đã phát triển cái khả năng này rồi, và mình rất mong muốn là người Việt Nam mình cũng sẽ tập cho bản thân mình cái sự tự tin chủ động như vậy. Cái tiếng Anh nó, cái action nó không có quan trọng, quan trọng là mình phải chịu khó và mình tập nói. Và mình hy vọng cái sự đúc kết này của mình trong quá trình giảng dạy ở đây mình sẽ đem lại cho những người học viên Việt Nam mình thế hệ sau này mình những cái bài học rất là đắt giá mà không phải dễ tìm được ở trên cái chương trình mà chúng ta gọi là thực chiến, giáo viên thực chiến của Việt Nam là ở đâu hay... Rồi, và bây giờ mình mời các bạn lắng nghe thêm cô này nói thêm một chút xíu nữa để các bạn cảm nhận nha. Rồi, chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong clip sau. Yeah, 20 is